Hello, tôi mới chào bạn. Hôm nay Peter gắn một cái máy để đo máy thermostat vô trong nhà, và tiện thể Peter làm cái video để hướng dẫn các bạn luôn. Như các bạn cũng đã thấy, đây là trên bàn. Peter đã unbox cái thermostat của hiệu Nest. Cái này là version 3, ok, thế hệ 3 của cái Nest này. Nó có một cái hiệu khác nữa, nó gọi là Ecobee, cũng nghe nói là rất là ngon, rất là thích hợp cho nhà, nhưng mà Peter lại chọn cái Nest này là tại vì Peter thấy nó đẹp quá. Và cái Nest này nó ra đời lâu nhất. Ok, thì Peter chưa gắn vô, Peter đọc hướng dẫn và Peter sẽ làm theo cái hướng dẫn này và tiện thể làm cái video cho các bạn xem luôn. Peter qua bên này cho các bạn xem. Đây là cái thermostat ở trên cái tường nhà Peter, là nó là cái loại cũ Honeywell. Mình sẽ phải tháo cái này ra và mình sẽ gắn cái thermostat kia vô đây. Thì theo cái hướng dẫn á, nó nói mình là mình phải đi đi ra ngoài, mình tắt cái cầu chì nhà mình, ok. Bây giờ Peter đi ra để Peter tắt cái đó và để chỉ cho các bạn coi là mình tắt ở đâu luôn, ok. Nhà nào của bên Mỹ này cũng có một cái hộp, nó gọi là main switch. Đây là cái hộp main switch của nhà Peter. Thì nhà của bạn nó sẽ cũng có một cái hộp như vậy. Đó. Thì ở đây là cái mà mình cầu chì, mình có thể tắt cái cầu chì. Thì đây là cái cầu chì mà của nhà Peter là máy lạnh AC, máy lạnh máy nóng. Đây là máy heater với lại air conditioning đây. Thì hồi nãy là nó nằm ở, nó on, bây giờ Peter đã tắt rồi. Ok. Thì mình chỉ kéo qua là mình tắt. Thì tắt như vậy là lúc mà mình install vô nó không có bị giật điện. Ok. Giờ mình đi vô trở lại nhà cho ông để mình làm tiếp cái giai đoạn thứ ba. Theo cái hướng dẫn á thì nó nói là sau khi mình tắt cái cầu chì ở ngoài xong, mình đi vô lại ở bên trong và mình bật cái máy này lên, cái thermostat lên coi nó có chạy không. Thì thông thường là Peter bật lên là Peter sẽ nghe cái tiếng quạt nó chạy. Rồi, nó không chạy. Có nghĩa là mình đã cắt điện vô cái phần này rồi. Thì là mình yên tâm cái vấn đề đó. Để mà khi mà mình tháo này ra, mình không có bị làm đứt cầu chì, hoặc là mình không có bị điện giật. Ok, thì cái này là chứng tỏ là Peter đã cắt cái cầu chì ở cái phần đó, cái phần máy lạnh, máy heat đây rồi. Ok, bây giờ tới giai đoạn kế. Cái giai đoạn kế là mình tháo cái này ra. Thì đây là cái máy của Peter. Thì cái này là cái loại nó cũng hơi khá cũ. Thì mình tháo cái nắp ra. Ok, đây Peter tháo cái nắp ra. Và đây ở đây nó có con ốc. Ok, mình tháo con ốc thì cái này nó sẽ rớt ra. Rồi, Peter sẽ làm như vậy. Sau khi mình tháo cái nắp ra thì cũng rất là tốt, mình nên chụp một tấm hình để mà có lỡ có chuyện gì mình cần gắn lại thì mình biết cái chỗ nào gắn mấy cái màu dây này, dây đỏ, dây vàng, dây trắng, dây xanh. Mình cần chụp cái tấm hình để cho chắc ăn. Ok, rồi Peter chụp tấm hình rồi, bây giờ Peter tháo luôn cái nắp này ra, nó có mấy con ốc đây. Như các bạn thấy đây, khi mà mình tháo ra nó sẽ có bốn cái dây, bốn màu, và bốn cái dây này á mình sẽ gắn vô trong cái thermostat mới. Nhưng mà tốt nhất là mình cũng nên chụp một tấm hình của cái thermostat cũ này để nếu mình gắn lại thì mình cũng gắn cho nó đúng chỗ. Đây là cái thermostat cũ gắn bốn cái dây. Ok, bây giờ Peter sẽ tháo bốn cái dây này ra. Sau khi mình gắn cái plate này vô, nhiều khi mình không cần phải gắn cái này, nhưng mà tại vì hồi nãy lúc mà Peter tháo cái thermostat cũ ra đó thì cái lỗ nó bự quá, cho nên nó cho mình một cái plate này sẵn.
thì gắn vô thì nó che bớt những cái lem nhem đi. Thì cái này là Peter sẽ chán chám cái lỗ này và sẽ sơn cái phần này lại. Rồi đây là cái mình bắt hai con ốc vô và mình sẽ chạy dây, dây đỏ vô cái RC, dây vàng vô cái white, G là green là vô cái G và màu trắng là vô cái white. Đó, thì khi mình vô như vậy rồi á, bắt đầu mình sẽ vô cái giai đoạn kế là mình cắm cái thermostat vô. Sau khi mình làm cái giai đoạn này xong, mình chạy dây điện xong thì mình ấn cái display này vô. Đây là cái display. Thì đằng sau cái display này á, nó có mấy cái pin sẵn ở đây rồi. Đây này, như các bạn thấy. Và cái pin này mình sẽ ấn nó vô cái chỗ này. Ok. Rồi, khi mình gắn vô như vậy á, là nó click. Khi nó click xong á, mình có thể bóc cái này ra. Bỏ cái miếng này. Khi mình bấm dây xong á, là như các bạn thấy là cái này ráp xong rồi đó. Bây giờ Peter phải đi bật điện lên, bật điện nhà lên, ra ngoài để bật điện lên. Bây giờ mình ra nhà cái switch box của mình và mình bật lên. Ok, bật lên rồi. Và khi mà mình có điện trong cái nhà mình bật lên rồi thì bây giờ cái nó sẽ cho mình trải qua cái giai đoạn là setup. Confirm your choice English. Yes. Language setup. Internet connection. Connect to internet. Và mình bây giờ mình connect vô cái internet ở nhà. Bây giờ Peter mới bật điện lên cho nên phải đợi một chút. Đây, cái internet nhà Peter đây. Và mình đánh cái password mình vô. Khi mình bấm cái password vô thì nó connect. Và bây giờ nó nói là cái thermostat này online, có nghĩa là nó connect rồi. Press to continue. Bây giờ nó đang check để nó coi coi nó có cần update cái software ở cái firmware hay không. Nó hỏi your location. Is this thermostat in Garden Grove? Yes. Cái này là nhà một nhà hay là multifamily, single family? Where is the thermostat? Thermostat này là ở ở trong family room. Okay. Are you an Nest Pro? No, mình là homeowner. Equipment detect. Ok, cái này rất là hay. Nó nhận diện ra những cái wire, những cái dây mà hồi nãy Peter kết nối. Dây màu vàng là cool. Cái quạt là dây màu xanh. Cái RC là màu đỏ là power và cái màu trắng là heat. Ok, rồi, có nghĩa là có lạnh, có nóng, có quạt và có power. Ok, rồi, continue. Continue heating, cooling and fan. Ok, cái nó check thì nó biết là cái máy nhà này có cái máy là máy heater, máy nóng, máy lạnh và quạt. What is the fuel source for your heating? Heating là gas. What type of heating do you have? Forced air. Temperature should not begin by heating or cooling your home. Cooling. Save energy by using continue. Choose your eco. Bây giờ mình chọn mát. Mình chọn cái độ mát ở trong nhà. Ví dụ như là Peter thích trong nhà lúc nào cũng khoảng chừng mình không có vặn xuống được nữa, 17,6 thôi.
Còn heating ấm. Bảy sáu hết. 70. Done. Và giờ nó sẽ chạy qua một cái nó gọi là system test. Bây giờ nó configure cái system. Nó nói là your system is ready to test. You can test it now or test it later. Test now. What do you want to test? Thử cooling. À, Peter nghe. Khi mà Peter bấm cái đó, bấm vô cái là Peter nghe cái máy lạnh của Peter ở dưới lầu nó chạy liền. Air conditioning should be on. Check the vents. The air might take a few minutes to cool down. Ok, bây giờ nó nói Peter đi coi những cái nơi mà nó ra gió lạnh. Ok, Peter sẽ đi vòng vòng nhà check. Peter đi kiểm tra thì đúng là máy lạnh nó đang chạy và thấy nó cũng rất là mát rồi. Đúng rồi, nó work rồi. Thì bây giờ mình nó nói mình nếu mà tốt rồi thì mình bấm done. Bây giờ the air conditioner has been turned off. À, cái này là cái test thôi, rồi nó mới tắt cái máy lạnh. À, bây giờ mình test cái quạt. Cái quạt là GY, the fan should be on, make sure air is coming out of vent. Rồi, đang nghe nó chạy. Heating. The heat should be on. Check the vents. It might take a few minutes for air to begin. Okay. Okay, Peter đang check là cái quạt nó đang chạy và cái heating nó cũng đang chạy. Rồi, có nghĩa là gắn cái thermostat này đúng. Và nó trải qua cái giai đoạn troubleshoot testing. Cái giai đoạn cuối cùng là nó hỏi mình là mình có muốn điều khiển cái thermostat này với một cái app không. Thì mình nói yes. Khi mình nói yes nó cho mình một cái entry key. Rồi bây giờ mình dùng cái điện thoại thông minh, smartphone của mình lên mình download một cái app nó gọi là Nest app, rồi mình enter key này là mình sẽ điều khiển cái thermostat này với cái điện thoại thông minh của mình. Rồi xong, rất là đơn giản, gắn cái bộ phận này vô. Thứ nhất là nó thông minh, thứ hai nó nhìn nó đẹp. Ok ha, hy vọng cái video này hữu ích giúp cho các bạn. Có cái chỗ này nó xấu quá, Peter phải chét cái lỗ này và sẽ lấy sơn cái chỗ này lại cho nó đẹp. Ok rồi, thông minh cho các bạn.